Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan. Theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xe cơ giới, cải tạo, các lãnh đạo đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã lợi dụng vị trí công tác không thực hiện đúng quy trình thẩm định kiểm tra, bỏ qua lỗi trên hồ sơ thiết kế, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trái quy định để nhận tiền hối lộ của các công ty từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng một hồ sơ. Tháng 3 năm 2019, Trần Anh Quân được bổ nhiệm quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới. Lúc này, các đăng kiểm viên được phân công thẩm định hồ sơ thiết kế gặp Trần Anh Quân, báo cáo về việc có nhận tiền hối lộ của các công ty thiết kế trong quá trình thẩm định hồ sơ. Sau đó, Trần Anh Quân và các đăng kiểm viên thống nhất hàng tháng sẽ chia tiền theo tỷ lệ chia cho Trần Anh Quân 700.000 đồng một hồ sơ, bao gồm phần của quân được hưởng, phần của quân ngoại giao tiếp khách và phần để quân chia cho lãnh đạo cục là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà chia cho các phó phòng và mỗi người 100.000 đồng một hồ sơ, cho nhân viên văn phòng mỗi người 50.000 đồng một hồ sơ. Đến tháng 8 năm 2021, Trần Kỳ Hình nghỉ hưu và Đặng Việt Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ cục trưởng. Trong cuộc họp với lãnh đạo phòng va, Đặng Việt Hà đã yêu cầu phòng va hàng tháng phải báo cáo chính xác số liệu hồ sơ đã thẩm định thiết kế, phải bảo đảm lợi ích của Hà là cao nhất. Quân và những người tham gia trong cuộc họp đều hiểu rằng khi nhận tiền trong quá trình thẩm định thiết kế thì phải chia cho Hà tỷ lệ cao nhất. Sau cuộc họp trên, Trần Anh Quân gặp và hội ý với Nguyễn Đức Toàn, Đặng Trần Khanh, Trịnh Bình Dương cùng là phó phòng va và, và yêu cầu Đặng Việt Hà và thống nhất mảng thẩm định thiết kế do quân phụ trách. Vì thế, quân triệu tập các đăng kiểm viên để bàn bạc thống nhất lại cách thức chia tiền thực hiện theo yêu cầu của Đặng Việt Hà với tỷ lệ Đặng Việt Hà 400.000 đồng một hồ đồ sơ, quân 300.000 đồng một hồ sơ, các phó phòng và mỗi người 100.000 đồng một hồ sơ, đưa vào quỹ ngoại giao 140.000 đồng một hồ sơ, cho các nhân viên văn phòng mỗi người 40.000 đồng một hồ sơ, số tiền còn lại đăng kiểm viên được hưởng. Tất cả các đăng kiểm viên đều thống nhất chủ trương quy ước chi tiền nêu trên. Theo chủ trương trên, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 hàng tháng, sau khi tính toán số lượng hồ sơ đã thẩm định và số tiền tương ứng theo quy ước, các đăng kiểm viên sẽ gặp và đưa tiền mặt cho quân, 3 phó phòng, 4 nhân viên văn phòng. Riêng tiền quỹ, các đăng kiểm viên thống nhất đưa cho Nguyễn Tuấn Châu và Vũ Hồng Quang giữ để sử dụng ngoại giao tiếp khách. Sau khi nhận được tiền, quân tiếp tục kiểm tra số hồ sơ phòng va đã thẩm định đạt trong tháng nhân với số tiền 400.000 đồng một hồ sơ. Trần Anh Quân sẽ bỏ tiền vào phong bì, trên đó ghi số hồ sơ đã thẩm định và số tiền rồi đưa cho Đặng Việt Hà tại phòng làm việc của Hà. Đến tháng 10 năm 2022, do cơ quan công an phát hiện xử lý các sai phạm của các đơn vị đăng kiểm nên những người trên không nhận tiền hối lộ trong hoạt động thẩm định hồ sơ thiết kế nữa. Theo kết luận điều tra, từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, phòng kiểm định xe cơ giới đã thẩm định và cấp 29.676 giấy chứng nhận thẩm định thiết kế. Bị can Trần Anh Quân nhận tiền từ các kiểm viên hơn 20 tỷ đồng. Số tiền hối lộ nhận được, Quân chia cho Trần Kỳ Hình gần 1,7 tỷ đồng, chia cho Đặng Việt Hà gần 6 tỷ đồng. Chi ngoại giao tiếp khách, hội nghị là hơn 1,6 tỷ đồng. Số tiền hối lộ Quân hưởng lợi là hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra, trong quá trình cấp phép đủ điều kiện hoạt động, kiểm tra đánh giá trung đăng kiểm 50-19D, Trần Anh Quân còn nhận hối lộ của Trần Bửu Tùng, số tiền 9.500 đô la Mỹ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan. Bị can Đặng Việt Hà, cựu cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra sai phạm tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài khi phát hiện sai phạm tiêu cực, ông Hà không chấn chỉnh xử lý, vì vụ lợi cá nhân, ông Hà tiếp tục đưa ra các chủ trương chỉ đạo trái pháp luật theo hướng nâng mức hưởng lợi của mình đối với số tiền tiêu cực hối lộ mà cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới các trung tâm đang kiểm nhận được. Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 12 năm 2022, do lo sợ bị cơ quan công an phát hiện hành vi sai phạm, Đặng Việt Hà đã trả lại 5 tỷ đồng tiền nhận hối lộ cho Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới và Trần Anh Quân giao cho Nghiêm Văn Cường, đăng kiểm viên phòng và cất giữ. Sau đó, khi cơ quan điều tra phát hiện xử lý nhiều sai phạm đăng kiểm trên cả nước, Đặng Việt Hà trao đổi với Lại Thái Phong, sinh năm 1986, phó tránh văn phòng Cục Đăng Kiểm, về việc công an xử lý nhiều sai phạm liên quan đến trung tâm đăng kiểm nhưng không nắm được thông tin để xử lý về sai phạm gì. Lúc này Phong nói có quen biết Nguyễn Văn Trung, người có mối quan hệ với các cơ quan công an. Nghe vậy Hà nói với Phong nhờ Trung tìm hiểu thông tin xem công an xử lý như thế nào. Tiếp đến Hà chỉ đạo Trần Anh Quân dùng tiền trong khoảng 5 tỷ đồng Hà trả lại để đổi 100.000 đô la Mỹ. Quân tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Phương Nam đăng kiểm viên phòng va liên hệ Nghiêm Văn Cường lấy tiền để đi đổi tiền đô la Mỹ cho Đặng Việt Hà. Phương Nam đồng ý. Nam gặp Cường lấy hơn 2,4 tỷ đồng đổi thành 100.000 đô la Mỹ và đưa cho Trần Anh Quân. Sau đó, Quân đưa 100.000 đô la Mỹ cho Đặng Việt Hà tại phòng làm việc của Hà. Sau khi nhận được tiền từ Quân, Hà gọi lại Thái Phong lên làm việc và đưa 100.000 đô la Mỹ cho Phong. Sau đó, Phong gặp và đưa số tiền này cho Nguyễn Văn Trung để nhờ tìm người thu thập thông tin đến vụ án đăng kiểm. Tuy nhiên, nhận tiền xong, Trung chỉ tìm hiểu thông tin qua báo chí, không cung cấp, thu thập được thông tin gì như hứa hẹn, rồi chiếm đoạt số tiền này. Khi biết Phong bị công an triệu tập mời làm việc, Trung mới trả lại 99.000 đô la Mỹ. Hành vi của Trung phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Sau khi bị khởi tố bắt giam, ngày 29 tháng 8 năm 2023, Đặng Việt Hà có đơn tố cáo gửi nhà tạm giữ công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh về việc Nguyễn Văn Trung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hà. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Trung và hành vi môi giới hối lộ của lại Thái Phong. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ được số tiền Đặng Việt Hà đưa cho Trần Anh Quân và tiền đưa cho Nguyễn Văn Trung hơn 2,5 tỷ đồng và 99.000 đô la Mỹ. Mới đây, một video trên mạng chia sẻ về nhóm lãnh đạo xã vinh tiền huyện Tân Sơn Phú Thọ, gồm cả bí thư xã có biểu hiện say rượu, to tiếng qua lại với người dân sau một va chạm giao thông. Qua trao đổi, ông Trần Khắc Thăng, phó chủ tịch huyện Tân Sơn xác nhận có sự việc nêu trên và nhóm người áo xanh trong video là lãnh đạo xã Vinh Tiền, bao gồm cả ông Đinh Công Quý là bí thư xã. Video ghi lại sự việc xuất hiện trên một trang mạng xã hội sáng ngày 29 tháng 3 thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong video do người dân quay lại, tại hiện trường một vụ va chạm giao thông, xe ô tô vi ốt va chạm với xe tải ngược chiều dẫn đến bung cản sau. Nhóm lãnh đạo xã mặc áo sơ mi xanh, biểu hiện say rượu rồi lời qua tiếng lại với tài xế xe tải. Trong 5 phút video, một người trong nhóm lãnh đạo xã Vinh Tiền liên tục lớn tiếng, chỉ tay hăm dọa nam thanh niên được cho là tài xế xe tải. Ông Đinh Công Quý, bí thư xã có biểu hiện say rượu nhưng là người can ngăn, xoa dịu tình hình. Nam thanh niên liên tục lùi lại, không xô sát với nhóm lãnh đạo xã và lời qua tiếng lại. Trong video có sự giằng co, thách thức, một số người can ngăn, gần đó là ba phương tiện xe tải, xe lôi tự chế và ô tô con. Xe con bị hư hỏng phần đuôi, còn xe lôi chặn trước đầu xe con. Sự việc kết thúc khi có thêm người dân lên tiếng, khuyên nhủ nhóm lãnh đạo xã. Nội dung bài đăng trên mạng xã hội, đây là các lãnh đạo một xã ở huyện Tân Sơn, nghi có hành vi tác động vật lý vào người dân và nhìn có vẻ trong tình trạng say rượu, gây tai nạn. Bài đăng đến thời điểm hiện tại thu hút được gần 1.000 lượt chia sẻ. Qua trao đổi, ông Trần Khắc Thăng, Phó Chủ tịch huyện Tân Sơn xác nhận, có sự việc nêu trên và nhóm người áo xanh trong video là lãnh đạo xã Vinh Tiền, bao gồm cả ông Đinh Công Quý là bí thư xã. Ông Thăng cho hay, tìm hiểu ban đầu cho thấy sự việc xảy ra hôm 26 tháng 3 nhưng chúng tôi chỉ mới nắm được. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh. Chủ tịch huyện Tân Sơn Nguyễn Xuân Toản thông tin thêm, chúng tôi cũng chỉ vừa nắm được sự việc, bí thư huyện đã giao các cơ quan đảng và chính quyền xác minh sau đó sẽ có xử lý. Hiện các đơn vị chức năng huyện Tân Sơn đang xác minh làm rõ vụ việc. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm, không bao che nếu xác minh có sai phạm.